đến đây là hiện nay Yasin đang có mặt tại buổi tiệc kêu là gì, wedding party của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Đây một cái mỏ đây, Trịnh Thăng Bình chúc mừng thế nào. Không biết nói gì hơn, nói chung là đây là một cái buổi tiệc, một buổi quá là trọn vẹn cho hai bạn, và hai bạn đã có một tình yêu quá trọn vẹn, một buổi quá trọn vẹn. Và nói lâu quá ba ý như một mà. Chúc hạnh phúc ba ơi. Chúc mừng đi. Chúc mừng ai? Chúc mừng Trấn Thành hay là trời đất ơi, đi năm cuối của Đông Nhi chúc mừng Trấn Thành chi? Đông Nhi hạnh phúc. Đông chúc mừng ông con Thắng hạnh phúc. Ồ hay quá. Ôi tôi là gãy gọn. Chúc mừng đi Chun. Dạ chúc mừng hai anh chị hạnh phúc. Trời thì cái cô nào trò đó luôn á trời thì. Ủa Trúc Nhân nè. Dạ. Chúc mừng đi cưng. Chúc mừng. Buồn muốn chết đi, chúc mừng. Sao nhở? Không em vui mê chú rể hả? Nó buồn là bởi vì nó nghĩ là nó chạy được ăn qua Thắng ngày hôm nay. Chàng trai đang xanh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Ôi em vừa phải thôi. Harry won. Say something baby. Con điên. Chúc mừng ta mà. Gì đây, nói gì đây, chúc mừng đi. Chúc mừng cái đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng mãi mãi hạnh phúc. Hai em ơi, bây giờ cũng là 7 giờ hơn rồi, đồ ăn vẫn chưa có nha cưng. Đồ ăn chưa có em ơi, uống không em ơi. Say something. Duy mình bị chát hoài, mình chứ chúc mừng sao đó. Anh sao á, em đang chào bà con hai họ. Hồi nãy giờ thấy mày ngồi bàn kia, tại sao mày lén lén qua mày ngồi kia hay chắc à? Không có, tại vì em đi sai số bàn. Sai số bàn gì? Ủa bàn tao ghi rõ số mày chui qua đây làm gì vậy? Vậy hả? Em của người em hồi nãy tôi thấy em sắp vô rõ ràng. Em không mê à? Anh nói đi, nãy là ai là người ngồi đây trước rồi ai đi vô sao? Ngày vui em đừng có. Ngày vui chúc mừng ta đi, chúc mừng ta đi nè. Chúc mừng anh hai và chị hai, em hy vọng sau này em với anh hai chắc cũng sẽ hạnh phúc. Anh hai gì bà nội? Sao ai cũng là anh hai chị hai hết vậy? Bắt hoàng sai vậy. Không, anh Lục với chị Trang là anh Lục chị Trang. Thắng chị Như là anh hai chị hai. Vậy hả? Tại sao? Có quan hệ bà con hay là gì không? Chị Nhi là Đông Nhi, còn em là Diệu Nhi. Không